cách chừng khoảng 500 mét là tới đất của nó. Đây Đi là cặp gần điên biên mà. giới Miên nè các bạn. Bác Tài nói là mình chạy cặp ranh của Miên đó các bạn ơi. Hồi đó giờ con đường này mình mới đi, bây giờ mình đi mình để mình khai mở trí tuệ nha. Đó. Ở bên cánh trái mình là vùng Miên, đất Miên. Đường này là đi về Đức Huệ nè các bạn. Ở đây là dân phòng ở không ha, ở giữ gìn biên giới các bạn, Dân đâu có đâu có dân đâu, giữ gìn biên cương đó. chàm trồng ruộng không được. Hồi nãy mấy cái nhà đã mới cất chứ chưa có người ở, nhà mẫu ở đây là có rừng tràm chứ không có người ta nha các bạn. À, con đường này thì mới mở thôi đó. Con đường này cặp cặp với biên giới Miên các bạn, cặp với biên giới Campuchia đó. Nhà này cắm cờ hết, chứng tỏ là cờ của Việt Nam đó phải không? Dân phòng ở đó, cắm cờ đây là cái cờ của Việt Nam. Giờ tối Miên qua sao ta? Vũ nhậu. Đây là cái đồn hay gì đây, cái chỗ đồn này là cái chỗ mà mỗi nhà đều cắm một cây cờ Việt Nam nha các bạn. Chốt dân quân Mình cũng đẹp quá hả chị hai. Đó, mình đi dọc theo cái đường biên giới nè, giữa Miên và Việt Nam, cho nên nhà nào cũng phải có cây cờ đó, cắm cờ đó. Kế bên đó là hết cái đường kinh đó là của Việt Nam hả? Đúng rồi, cái bờ đất đó. Rồi, sát lên luôn ha. Biên giới đó. Đất của nó đó các bạn, đất Campuchia đó, theo châu đi, rồi đó. Đi sát biên giới luôn ha. Dân mình muốn châu vô đây muốn nè, mua châu Campuchia ấy. Không, nhưng mà Campuchia người ta cái cơ giới người ta còn kém lắm, cho nên gạo gạo Campuchia bây giờ người ta lại mấy có người, giá đó. Mấy người đi buôn châu là đi cái này nè, đi vô đây mua châu này. Trong đây có châu nhiều lắm, châu dữ dằn lắm. Châu dữ dằn đó, con đi xe tải con chở châu mướn mà. À vậy bác Tài này cũng có bề dày lịch sử quá ha. Con có xe tải mà. Bà này hay à. Chở châu gì dưới châu thịt đó, chở con à. Đúng hai rồi. Con à. Đúng là ở gần biên giới mình phải treo cờ như vậy đặng mình ấy cái lãnh thổ của mình nó phân biệt lãnh thổ đó. Không, cái đường này là đường biên giới ha. Đó, thấy không, treo cờ phía trước đó chứ bên nay đâu có lệ gì đâu. Bên nay đi khám phá. Đất trống đó là đất của nó đó. Đó, đó, cái cột mốc đó. Đó. Ở bên cánh trái của mình có cái cột mốc của Campuchia đó. Đi qua bên đó, mình chơi luôn là qua tới nước ngoài đó. Đó, vậy cái xã này xã gì hả Nhi? Hèn chi mấy người buôn lậu người ta đi kiểu này người ta đâu có bị bắt đâu. Tối vậy chống vậy tối là nó chạy thuốc men rồi nó chạy nó dữ dằn lắm. Ừ, vô phòng nó trực đây nè. Nó qua đây là lấy thuốc à. Có người hết à. Đây. Nè. Bây giờ là mấy chị em tới huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh rồi nha các bạn. Bây giờ vô ăn phở nè, đây nè, đây là Hà nè. Đây là chị hai ở ở Tân Thạnh ha. Đây là bác Tài dễ thương, bác Tài này hiểu biết nhiều về Tây Ninh lắm nè. Mai mốt có đi Tây Ninh là được bán là 15, 45 triệu. Thôi nội tạng tao đâu có bán được, nội tạng tao già hết rồi. Không ai mua đâu. Đây, ăn phở ở Bến Cầu, Tây Ninh nha. Tô phở này nhiều mà ngon ha. Nhiều tô phở vậy. Lâu quá không ăn phở nha, lâu quá là không được ăn phở nha. Tô phở. Giá cũng vừa phải phải không? Giá này cứ ăn được. Đây là lao nè. Ghé quán này ăn. Nấu ghé quán này. Chở lên cho bộ đội hả? À? Dạ. Mấy bữa hổm chắc mấy xã kêu đi nha. Rồi cảm ơn. Không, cụ Liên. Cụ Nghĩa. Ủy ban đi đâu đi xa mà kêu con chở đi à? Ủy ban. Ủy ban huyện còn kêu con chở đi. Mà.